Đó, ít nhất nó phải như này này. Mẹ đây toàn chả có hoa có quả đéo gì thế này thì cứt. Thế này. Nó về nó như cái này là nó thịt được này. Cao như này hơn mét. Đây, quả thì nó đếm. Nó đếm trên đầu tấn luôn đấy. Quả đếm trên đầu tấn luôn. Đấy. Có đứa nào rất thèm. Mẹ cả cây thì chắc được tầm 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 chục cân quả. Tính ra yến mình bảo mẹ số quả trên cây đếm thành tính thành đầu tấn. Đấy, một như thế này thì tha hồ chúng nó bán được này. Nhưng mà rất tiếc là có bao nhiêu quả cây như này là mất hết. Mình nói phét cũng ghê nhỉ. Cây chắc là nếu mà vặt tất cả ra thì chắc là khoảng tầm 3 4 cân. Mình lại bảo là số cân quả đếm thành đầu tấn. Này. Tiếc quá. Mình cứ thế này là mình bỏ lỡ một một cái giai đoạn sốt của chanh này rồi đấy. Thế làm tôi làm thì chắc là anh em khác khó mà chạy theo kịp. Mình mà làm ấy, mình làm được số lượng. Cây cây này là số 1, à cây này là 1. Quả thì rất nhiều đây này. Về quả con kia các thứ này, tha hồ chơi. Đấy. Đây là một hình thức làm mới đây. Quả đây. Bọn này làm thì nói chung là nó cũng nhàn như quất này, làm như quất. Quất quất cái thế, cái thủy bảo là quất cũng ấy được, tại sao anh em chúng mày, à nhưng mà quất này thì ấy quá, quất này nó đại trà quá, quất này này nó đại trà quá, cho nên nó phải nhờ vả mình tìm chanh. Cây kia đẹp hơn, cây kia quả con quả nhỏ quả các thứ, nhưng còn cây này thì đây là nó một chùm này, hai 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 này, bốn này, sáu này, tám này, chín quả hết, các cây khác không còn. Đấy, còn chanh thì rất nhiều. Nhưng rất tiếc là ở đây. Còn cái thủy bảo là ở trên Xuân Quan với các thứ, các hàng nhỏ nhỏ thì người ta làm cái gì gì ở trên ấy đầy. Ở đây thì không có. Đấy, rất nhiều chanh nhá. Nhưng mà không có quả. Rất nhiều chanh. Có lẽ là năm sau thì cái sản phẩm chanh này nó sẽ nhiều. Nhưng mà cách đây 2 năm hoặc là 2 năm mình cũng nói về cái vấn đề này rồi. Tại Tết những cái quả chanh này, chanh này nó vàng ấy. Nó rất là đẹp. Đây bà con ghép trên cây quất đây, mấy cây bưởi đây. Đây cây này đẹp. Rất là thèm. Không làm gì được. Có mỗi một cây. Có mỗi một cây. Hôm trước thì ra đây thì nhiều. Nhưng mà đại ý là mình cũng không hy vọng được thị trường lắm. Còn một cây nó có 2-3 quả như này thì 5 quả, 6 quả như này mình vẫn bảo là ít. Cây kia thì nói chung là được. Cây này nói chung cũng chục quả nhưng mà không ăn thua. Hương Nhi ạ. À? Đấy kiểu ít quả quá không ăn thua. Mà nó mà phải sai như quất này này. Nhưng mà quất thì nếu các bạn mà bán quất thì nó lại quá thường. Cho một cái này xong lên một cái bom ấy. Thì cũng nhưng cái giống chanh này cũng có thể là chanh khác đấy. Chứ không phải cũng chắc không phải chanh tứ quý. Đây. Một cái này nó tầm 5 quả đây này. 5 quả. Đấy cái này cũng đẹp nhưng mà ít quả quá. 5-6 quả. Đi trên đường để ấy thôi chứ còn. Xong rồi về nhà chơi mấy con. Chanh chiếc. Mấy người không có đâu. Các cái hàng này ở đây không có.